Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mà giờ ai thiên ấy, ô thiên ấy nó giống cái ngô nó phải à, chơi dương ăn cá, hàng đòn, chơi chết, hàng đòn lợn, ngay nha, chào khách, xấu cái này, đây. Không ai nó không mình không ai, sao mình ai mà nó đẹp xa. Rồi, không biết ai nó mình thích cái gì. Tầm mũi ta khai nữa. Ở đây thì bày. Nè, ở đây, chúng ta đấy. Cái con hạt mai nó sáng lúc này còn là hôm cả. Tại sao ta cả họ à môi đâu. Người xác mang sao mà. Này. Mà nó có lắm là tụi sái với bọn chênh đấy. Có ngày canh 2 cứ mà tăng thằng này cái tê hả chảy hả cái tê hả bông mà thì dễ bông bông loạt thế mà thì dễ có thôi bông mặc lẩu bay khăm ở tại bay mơn nó mặc lẩu bay khăm cái một cây bay lâu nó vô bay mơn bạch cái ấy nó bông nè quạt lạnh thì nó một cây cái lầu, thì nó quạt thưa sạch quá. Đây ai thấy chứ lúc mưa là cái khu chặt chứ mà sạch không. Lái tính là xanh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không Cái đó mày ra rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Chai mấy tôm rang rồi, tôm rang, nước khơi luôn. Mấy này tôm rang nước khơi, nè, nước khơi. Chèn cơm, chèn cơm. Chồng vài đặt ông mua mà nạt đây. Ơ cái đông này rồi tiết đây, cái môi được. 20 tiết thôi hả? Ờ tầm 3 con franc nè. Tầm 3 con franc. Xong này. Ăn chục lối trong chục ăn. Thèm chục lối dịch thèm lắm lươn tia ra thôi. Được thôi thế này. Rồi mượn ai nhỉ? Ai phân nào ai? Cái thơ cũng lắp muôn khóc anh cái má mong hai kêu công chuyện. Còn lấy cái đó còn mẹ nó kêu tôi trên kê anh thì cơ. Nóng tóc phải kê chuyện. Khóc là mỗi tiết. Mỗi tiết trà một tờ. Là mỗi tiết nhưng mà lụi trắng khá tiết. Đó nó ngay ta xảy ra gặp tôi do lòng lươn nữa là lượm cho con nằm đau bên của ai ăn đấy nhỉ dậy cái tay ăn muối cái bông này giờ nắng sắp lên lia nhỉ tịch mất cái chùm lại thoải cái tha nôn nhất tập nôn thoải nhưng chùm lại thì nôn nhất buồn đập đó con lên của ai cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Bay à mệt phải không? Ủa? Quá, miếng bẹp không anh? Bay à mệt, tụi con hai gạo bay à mệt. Mày đã giờ ngặt nó rồi nó hồn mà còn đồ. Ê. Nó đẩy xuống nó qua